Các bạn thân mến, bài tập mà quản lý điểm phần 5 vừa rồi thì thầy đã trình bày cho chúng ta về cái cách trình bày form nhập vào trong cái bảng. Thì để làm được việc đó thì chúng ta phải làm một số vài động tác nữa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần hiện danh sách của chúng ta. Thì bây giờ nhá, khi mà chúng ta nhập với gõ họ tên vào các hộp text box này, và chúng ta ghi thì người đó sẽ được hiện dưới danh sách này. Đấy, bây giờ chúng ta phải làm sao để nó nhập được, đúng không? Mà đây là chúng ta mới sử dụng là HTML và Bootstrap để chúng ta có thể tạo lên những cái hộp này. Đấy. Thì bây giờ ở phần quê, name quê này, quê cái này các bạn cho nhãn nó lên một tí nhá, là cho nó tiếng Việt nha. Đấy, tuổi các bạn nhập vào đây là tuổi. Đó, giới tính rồi. Giới tính. Họ và tên. Ok. Bây giờ chúng ta chạy lại nhá, chúng ta nhìn xem. Đấy, quê, tuổi, giới tính và ghi vào. Ghi vào. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để nó nhập được vào? Thì các bạn chú ý cho thầy. Bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác trên view này đã. View có nghĩa là cái tệp có tên là danh sách lớp đấy. Đó. Còn cái hai cái này các bạn không cần để ý đến. Hai cái này ở bài khác thôi. Thì chúng ta chú ý qua cái này. Thế bây giờ chúng ta sẽ cả lớp làm cho thầy một cái này nhá. Làm cái dòng này cho thầy. Cái dòng này để kiểm tra lỗi. Thì đây là một cái file PHP rồi. Chúng ta sẽ nhập cái này vào cho thầy bằng bạn cho một cái dòng config. Config. Đó. Rồi service. Service. Ok. Rồi validation. Rồi. Đấy. Các bạn cho thầy là một cái hàm kiểm tra lỗi ở đây. Ở lip lỗi, ok. Các bạn đánh đúng như này cho thầy nhá. Sau rồi các bạn phải đóng cái thẻ này vào, không nó báo lỗi, đúng rồi. Đóng cái thẻ là có tên là PHP này bằng này. Các bạn có thể là sử dụng cái khác cũng được. Echo ra cái này được, nhưng mà chúng ta dùng lệnh này. Đấy, các bạn dùng lệnh này nhá. Và cái form này, form này thì các bạn làm như nào cho thầy? Các bạn cho thầy một cái action, một cái action nhá. Cái phương thức là bằng pop. Phương thức bằng pop rồi. Phần tiếp theo theo cho thầy là các bạn chọn cho thầy là mã hóa, kiểu mã hóa là entire. Entire. Các bạn bằng multi form đây, cái dòng thứ hai nhá. Đó, đấy là ngon rồi. Rồi bây giờ phương thức là bằng post rồi, là ta đẩy lên chứ không phải là get. Get là lấy về. Phương thức chúng ta sử dụng là pop. Rồi tiếp theo các bạn cho thầy một cái nữa là action. Đó. Action thì chúng ta sẽ bằng cái gì? Đây, bây giờ nha, ta để tạm cái này action ở đây. Bây giờ các bạn vào controller để chúng ta tạo một cái là ghi vào một trang ghi. Hay cái thêm vào đó. Đó. Chúng ta vào một cái ghi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái hàm ở đây. Các bạn hiểu chưa? Tức là chúng ta sẽ làm cái action ở đây. Đó. Rồi các bạn làm cái action cho thầy.
Bây giờ thầy sẽ làm cái hàm ghi vào public function ghi sinh viên, nghĩa là chúng ta chọn này, chúng ta viết tiếng Anh được sinh viên đó, ghi sinh viên. Đấy, các bạn nhớ nhá, nhớ là dùng sử dụng nó cùng là ghi sinh viên. Và trong controller của chúng ta, chúng ta làm một cái hàm public ghi sinh viên như này. Đây, ghi sinh viên đây. Các bạn nhớ chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cho thầy một cái hàm helper. Helper nhá. Helper này nó có tác dụng gì thì thầy nói nghĩa luôn này. UZL. Helper này là cung cấp thư viện UZL và form để cho nó có thể làm các nhiệm vụ trên form và UZL. Đấy, nó làm nhiệm vụ như thế. Nó làm như thế thì để tác dụng gì? Tác dụng là kiểm tra form nhập có đúng không này, UZL lấy ra có đúng không. Đó. Các bạn nhá. Tức là nó sẽ kiểm tra để xem là UZL lấy ra có đúng không. Rồi. Thế ở đây các bạn ghi cho thầy một chữ là nếu. Nếu không phải zip, tức là cái từ chấm than có nghĩa là không phải. Không phải các trường như sau: valid, zip này, validate. Rồi validate nha là kiểm tra. Kiểm tra mở ngoặc ra cho thầy. Thì trong này là một cái mảng. Mảng đó ra sao? Chúng ta để tạm đây đã. Bây giờ chúng ta quay về view. Đấy, chúng ta quay về view và chúng ta sửa cho thầy những cái thứ sau này. Giới tính rồi, đúng không? Name rồi. Rồi chúng ta họ tên rồi, vân vân. Đấy, ngon rồi, những cái này chúng ta đã sửa rồi nhá. Quê là quê này. Rồi thì chúng ta kiểm tra lại một lần cuối thôi. Bây giờ ta quay về đây. Nếu họ tên, họ tên, tức là khi ta nhập họ tên sang ấy, và nó có hai cái, đây là chính là một cái mảng có key và giá trị. Là key là họ tên, giá trị của nó yêu cầu vào. Đấy, bằng require, tức là nó cần yêu cầu, cần yêu cầu là giá trị nhập vào của họ tên. Require nhá, các bạn gạch cho thầy cái này. Min, min của cái gì? Chiều dài, chiều dài tối thiểu, chiều dài tối thiểu của cái họ tên bằng 3. Ví dụ tên của thầy cho require bằng 3. Đó. Rồi thầy gạch cao một cái nữa. Tức là yêu cầu này, chiều dài tối thiểu của họ tên bằng 3 là max. Max nhá. Max ở đây là chiều dài cực đại, length. Đấy. Là chúng ta cho 255 thì cho nó sông xanh, đúng không? Đấy. Rồi yêu cầu cái này, nếu mà chúng ta có cái này. Đấy. Thì tức là hàm if nó phải có. Đấy. Chúng ta kiểm tra ở đây xem có chỗ nào nó bị lỗi không mà nó phẩy đây, nó lại có thêm cái này. Đấy. Nếu zip, nếu zip à, hai cái này rồi, bây giờ thì thừa. Chúng ta xóa một cái. Rồi. Các bạn cho thêm một cái nữa. Bạn cho thêm một cái nữa nhá.
họ tên này, yêu cầu vào này, giới tính. Các bạn cũng cho giới tính chính là cái tên này, là tên không có dấu, vì chúng ta chú ý là ở cơ sở dữ liệu chúng ta là họ tên đặt như thế, đặt tên đều là giới tính. Đấy, giới tính đây là cái nhãn nhé. Thế còn ở trong Navigate của chúng ta thì đây, các bạn bật Navigate lên, thầy giải thích luôn. Rồi, đấy, họ tên giới tính quê là ký là không giấu. Vậy thì chúng ta cũng phải làm không giấu. Và bây giờ các bạn copy cho thầy để sang thêm một cái khác nhé. Cái này ta copy cho nhanh đi. Họ tên đến đây, copy xuống nha, copy trong cái hàm if này. Bây giờ thầy cho là giới tính. Đó, giới tính ở đây là và đây cho thầy cho là độ dài khoảng 3. Đó, phải xuống cái nữa này, quê. Đấy, chúng ta cho quê. Quê. Độ dài quê bằng này. Được chưa? Xong rồi. Phẩy gồm có này. Chúng ta thấy là cái mảng này gồm có 3 phần tử. Phần tử họ tên là 1, phần tử giới tính là 2, phần tử quê là 3. Và nó kiểm tra độ dài tối thiểu và độ dài cực đại. Min là tối thiểu. Các bạn nhá. Min là tối thiểu. Còn mắc là cực đại. Sau khi được như này rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi file, đúng không? Thầy mới làm một động tác là như sau. Nếu đúng như này thì chúng ta cho thầy là view những bạn đã có, đúng không? Thì thầy sẽ làm một cái bảng như này. Bảng A, thầy cho một bảng A. Bảng A nhé. Bảng A ở đây là bằng zip của cái con trỏ mà poi ấy đấy. Đây con chọn đây, chọn nó là quản lý điểm point. À, đó là quản lý điểm point. Đó, get và lấy gì, tìm ta tìm để tìm ôn sinh viên. Đó, ôn sinh viên rồi. Và cái mảng này nó có tác dụng gì? Bây giờ ta nhìn lên trên này nhá. Nhìn trên này, ta cũng phải điền sinh viên như này. Rồi ok. Và gọi cái hàng, gọi cái danh sách người ta luôn. Thì ta copy cái này luôn cho thầy. Ok chưa? Rồi ta chọn này ra nó luôn nhá. Đỡ phải lập trình chỗ này. Đỡ phải viết ra. Nếu đúng, như nếu không đúng thì nó hiện ra. Còn L nhá. Đây này, đến đây này, if là để làm cái, nếu đúng nó nhập như vậy. Tức là nếu mà kết quả mà nó không yêu cầu thì nó sẽ hiện ra này. Nó phải hiện ra cái danh sách này. Đó. Nếu mà nó
Còn nếu nếu không, nếu mà đây là kiểm tra điều kiện là nếu không đúng thì lại hiện ra cái kết quả của lớp, nếu không thì chúng ta eo cho thầy. Eo nhá. Eo ở đây có nghĩa là nếu không thì làm lệnh ghi. Nếu không thì làm lệnh ghi. Thì chúng ta chỉ cần cho thầy những cái thứ này thôi. Đấy. Nếu không thì thầy làm như sau. Thầy cho một mảng là data bằng. Mảng này gồm có các phần từ sau. Họ tên. Họ tên thì bằng cái gì? Họ tên ở đây bằng zip. Request là yêu cầu. Rồi. Yêu cầu get va. Get va là gì? Get va ở đây là chúng ta lấy họ tên. Đấy. Phẩy xuống. Để rồi thầy làm xong rồi thầy giải thích. Họ tên này, giới tính. Đây giới tính của chúng ta ở đây. Giới tính quê của, đúng không? Ta làm ngắn thế. Rồi tiếp theo là giới tính. Đấy, bằng. Các bạn làm đúng như thầy nhá, không sót một cái gì. Bằng zip. Các bạn đặt như nào thì các bạn nhớ là zip request và get va. Đấy, giới tính. Đó. Tiếp theo chúng ta có những cái nút nào nhập thì chúng ta sẽ cho giới tính rồi đến quê tuổi. Quê bằng zip request get va tuổi. Được chưa các bạn? Rồi. Cuối cùng của chúng ta là tuổi. À đây là cái va quê. Đấy. Còn cái này là gì? Tuổi. Chúng ta lại có bảng làm gì? Request. Rồi các bạn tiếp tục cho thầy là get va tuổi nha. Đấy, mảng này là gồm có 4 phần tử. Rồi, 4 phần tử. Thấy chưa? Và ta quay về view ta xem là còn cái phần tử nào không. Đấy, tuổi. Tuổi thì bây giờ thầy cho kiểu là kiểu number đi. Đó. Number vì là tuổi chúng ta là tuổi kiểu của chúng ta ở đây là in mà kiểu number đúng không? Đấy, thế còn cái ID sinh viên không cần nhé, tự động nó tăng. Các bạn nhập vào tự động nó sẽ tăng. Hai bà cháu nói nhỏ cho con tí thì con đang dạy. Nha, xong rồi. Thế bây giờ submit là cái nút ấn và ghi vào thì đó là sẽ đẩy cái form này lên trên mạng, lên trên. Đấy. Và bây giờ chúng ta quay trở về cái phần đây. Ta xem là đến đây rồi ta được một cái mảng gồm data bằng này rồi. Đúng các bạn. Mảng xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cái hàm ra ghi thôi. Đúng không? Ta sẽ có là lúc này thầy sẽ là zip quản lý điểm point ghi. Hay là chúng ta xem là add sinh viên thêm sinh viên và chúng ta truyền tham số là mạng nó vào data. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Đấy, xong rồi. Và sau khi ghi xong thì nó lại trả về cái form mà ta nhìn. Thì các bạn có cái phần redirect này ở phần xóa, nó cũng như phần xóa ta nhập vào. Đó. Ta copy đây. Rồi, ngon rồi. Thế là chúng ta đã redirect về đây rồi.
Bây giờ việc tiếp theo ở trong form là cái phần action của nó. Thì chúng ta ở đây chúng ta có hàm là xếp sinh viên nhé. Ok, xếp sinh viên ta nhớ như thế. Rồi bây giờ chúng ta copy cái này. Ta về trong danh sách để ta copy là để cho nó đúng thôi. Trong về trong danh sách này thầy sửa cái trên form. Đấy, chúng ta làm như thế nhá. Action này. Action của chúng ta phải gì? Phải về phần sửa bằng cách là chúng ta làm cho thầy một cái câu vực sau đây. Chúng ta cho dấu hỏi vào đây bằng và dấu đóng vào đây. Đó. Đúng không? Rồi. Chúng ta đánh cho thầy chữ là bay. Đây, bay. URL nhá. Nối với cái URL mà trở về cái chúng ta nhìn thấy là URL của chúng ta là trên này. Đây. URL đến đây. Để nó biết được là cái action này sẽ gọi cái controller ra. Phải nối vào đuôi đây. Đấy. Thì thầy nối đuôi vào. Thầy phẩy trên này, thầy nối vào. Khi nối vào rồi thì thầy phải sửa cái tham số cuối cùng ở đây là xếp sinh viên. Hay là paste vừa xong ra đấy. Xếp sinh viên. Đấy. Bây giờ chúng ta thử xem nó phải xếp sinh viên không nhá. Ồ, xếp sinh viên đúng rồi. Đó, bây giờ chúng ta xem nó có chạy được không. Chắc chắn là chưa chạy được bởi vì chúng ta chưa gán cái lệnh giao tơ cho nó. Rồi, cái đường dẫn cho nó. Rồi chúng ta vào config cho thầy. Chúng ta vào view, vào giao tơ. Đấy, chúng ta chuyển xuống dưới nhá. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái này vào đây cho thầy. Copy này. Đó, các bạn xóa cái này đi. Các bạn ghi cho thầy là xếp sinh viên. Và các bạn thay vào đây cho thầy. Tức là danh sách lớp là lớp nha. Tên lớp và tên phương thức. Tên hàm ấy. Đây là tên không gian này, là tên thư mục này. Tên danh sách là tên lớp này. Và tên xếp sinh viên là cái hàm. Cái hàm ở trong controller này. Đây, cái nút mũi tên này chỉ vào đấy nhá. Rồi bây giờ chỗ này chúng ta xóa đi. Hai chấm đây là hai chấm đây là chỉ đây là đường dẫn trên URL, còn đây là gì nó chọn vào trong lớp là phải hai chấm bốn chấm mà chúng ta xếp sinh viên. Đấy. Cùng ở trong bộ thư mục cho nên là tất cả đằng đuôi này chúng ta không cần phải thay đổi. Đấy, vì chúng ta nhìn thấy đấy nhá. Danh sách lớp là tên, tên đây. Thì còn bên trong xếp sinh viên là đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thử chạy thử xem. Bây giờ thầy thầy thử gọi một bạn, thầy nhập một bạn vào đây nhá. Nhập họ tên là Nguyễn Thế Thành ạ. Tên thầy. Ok. Giới tính nam. Quê là Hà Nội. Hà Nội. Tuổi tuổi là 46. Rồi thì xem là có chui ở đây không. Lỗi. Họ tên nó kiểm tra lỗi. Nào. Validate. Ái da. Ok, rồi không sao. Đấy, ta thấy là khi làm thì bao giờ nó cũng phải sinh ra một cái lỗi để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đấy.
nó bảo là gì? Dòng 48 không nhìn thấy. À đúng rồi, giao tờ đã ok xong. Bây giờ thầy thử xem cái này. Họ tên và lý lịch đúng rồi. Nếu đúng xem là lỗi cho họ tên này. Các bạn nhìn nó có sai chữ nào lên thử lên. Ok bây giờ ta thử xem. Nó gọi ra đến đây là ok rồi, là ngon, tương đối ngon rồi. Bây giờ thầy làm lại xem local host danh sách. Rồi Nguyễn Hoàng Hạnh chưa xong. Rồi thầy họ thế này, Nguyễn Thế Thành đúng không? Rồi thầy Nam quê Hà Nội, tuổi 46. Không thấy danh sách ở đây. Ở quản lý điểm tức là nó sẽ không thấy yêu cầu này. Giờ chúng ta mở xem cái phần view xem. Phần view nhá. Họ tên đây rồi. Đúng không? Rồi, họ tên đây rồi. Đấy. Họ tên đây rồi, đúng rồi. Nên input vào text. Đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta lại kiểm tra lại phía trên một tí để xem nó còn sót chỗ nào mà nó chưa. Nếu mà nó như này thì nó sẽ chạy ra. Họ tên. Thử một cái họ tên thử nha, còn những kia ta không kiểm tra bộ. Ta thử xem nó được chưa. Đấy, bây giờ thầy chạy lại. Vẫn chưa thêm đúng không? Bây giờ thầy Nguyễn Thế Thành. Rồi tính Nam. Quê là Hà Nội. Xong cái kia rồi. Bây giờ cái lệnh di tơn đường dẫn, cái không thấy đường dẫn này
Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái đường dẫn này vào nữa nha. Thầy lấy cái đường dẫn này sao? Biến này, đường dẫn bằng bay URL. Đấy, ok xong. Chúng ta thêm một cái đường dẫn này vào cuối nha, để nó gán chạy về cái bảng danh hiện danh sách. Nó bay URL nó bằng cái gì? Nó chính là bằng cái này, thầy giải thích cho các bạn này. Bay URL nó bằng từ chỗ này đến đây. Đây gọi là bay URL cái phần bôi đen nhá. Đấy, còn từ đằng sau là đuôi. Bay URL là cái đường dẫn cơ bản local host đến kia. Đúng chưa các bạn? Xong nhá. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy lại. Nguyễn Thế Thành thêm vào rồi. Ngon rồi. Thế bây giờ ta làm lại một nhập thêm một người nữa nhá. Trần Thị Minh, giới tính nữ, ở Hà Nội, rồi tuổi 21. Tí ta làm cho là kiểm tra giới tính nữa và tuổi vân vân ta ghi vào. Đấy, xong rồi Trần Thị Minh, úi giời, đẹp thế đúng không các bạn? Đấy, ngon nhá. Rồi, thế còn cái chỗ này, chỗ này các bạn thêm một cái nữa cho thầy. Các bạn copy ra cho thầy nhé. Copy. Các bạn phẩy ở đây cho thầy một phát. Đấy. Rồi. Các bạn yêu cầu đây là gì nhỉ? Giới tính. Tên này. Giới tính này. Thì yêu cầu là giới tính là min là bằng 1. Max là bằng 3. À, max bằng 4 đi. Đó. Cho 5 cho nó xông xanh đúng không? Rồi các bạn phải một cái nữa này. Các bạn paste cho thầy là quê. Đúng không? Rồi quê xong. Thế thôi. Còn tuổi chúng ta chẳng cần kiểm tra. Đấy. Thì chúng ta thấy là dòng lệnh của chúng ta là nếu như mà không đúng thì nó lại sẽ gọi danh sách quản lý sinh viên ra và nó hiện danh sách ở dưới ra theo cái bảng. Còn nếu không thì nó sẽ thêm vào và nó lại quay trở về redirect là đường dẫn cơ bản. Đấy. Vậy chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã thêm được vào đây và ghi vào danh sách nó hiện ra. Rồi thầy nhập một người cuối nữa là Đỗ Thị Hương chẳng hạn, giới tính nữ. Ngày mai chúng ta còn làm cái mà nó có value select ở đây, ta chỉ cần chọn họ tên và nữ, nam nữ thôi. Nhập quê là Yên Bái. Các bạn có thể ghi rất nhiều đúng không? Tuổi là 21. Đấy, chúng ta ghi vào. Đây, nữ Yên Bái. Được chưa các bạn? Ôi giời, ngon quá nhỉ. Đấy, sau nút xóa này, rồi nút sửa thì đã ấn vào thì cái người mà nó lại hiện ra lại nằm trên này cho các bạn có thể sửa danh sách. Đây là một bài cực kỳ để giúp cho các bạn có thể các bạn theo dõi thêm một vài bài nữa để chúng ta sang phần nhập biển. Nhưng bài nhập hồ sơ sinh viên này chúng ta làm đến đây rồi là chúng ta hiểu được cái cách từ bài 1 cho đến bài này là bài thứ 7. Đấy. Để chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã nhập được vào bên trong đúng không các bạn? Chúng ta thấy rất là sướng đúng không? Làm được như này rồi thì bản thân là chúng ta cũng cảm thấy nó yên tâm. Đấy, thầy dạy các em là lấy cái bảng ở trên bootstrap này, lấy form ở trên bootstrap này, vào trang đấy ta lấy ra ta lắp ghép vào và ta sửa. Đấy, thì nó đã nhập hồ sơ vào danh sách, mỗi lần mình nhập vào cái thì nó ghi ra đây đúng các bạn? Ngon rồi. Thế thì bây giờ thầy kết thúc video ở đây. Video sau thì thầy dạy các bạn cách sửa này và cách vào điểm. Đấy, ta sẽ làm một cái này, cái mục
các em cứ làm thô cái này đã, rồi còn phần menu chúng ta tạo riêng và ta link vào các trang này là xong. Đó, thì là ta sẽ hoàn thành được cái bài của chúng ta. Video thầy kết thúc ở đây nhá. Các bạn trong lớp mình cũng như các bạn trên toàn nước Việt Nam, các bạn cảm thấy là hay thì các bạn nhấp nút like cho tôi và đăng ký subscribe cho tôi nhá.